Sắp năm mới là sẽ quay cho các anh em về một cái clip dành cho những anh em mà đang đi xe SH nha. Và đặc biệt nó là những cái xe mà đời mới á. Thì hôm nay là Nam được một cái bạn ở bên Long An đặt hàng. Thì sẵn đây là có một cái những cái sản phẩm Nam thấy là cũng khá thích hợp với những anh em muốn đi với xe mới, để có thể mà đi kiển, nhất là đi kiển, cái thứ hai nữa là nâng cấp lên cái hiệu năng. Hôm nay là Nam sẽ có là một cái cặp phục như trong. Thì giới thiệu với anh em là đây là đến từ cái thương hiệu là đi trong Đông Nam Á nha. Thì đây không phải là hàng chính hãng của bên châu Âu, nhưng mà nó là hàng chính hãng của bên nước mình, và nó sẽ được bảo hành là một năm đó. Thì ví dụ như là cái cặp phục hàng châu Âu thì giá nó tầm chừng mấy chục triệu đúng không, thì sẽ có nhiều anh em như là khả năng chơi được, và cũng bên cạnh đó là sẽ có khả năng ít người có thể dùng được cặp phục mấy chục triệu, mà chúng ta chỉ muốn gọi là kiếm trong cái mục đích gọi là đẹp, giá có thể gọi là mềm mềm vài triệu thôi. Và cái thứ ba nữa là nó êm và đi nó ok, bền, và nó có cái chế độ bảo hành đàng hoàng cho chúng ta có thể sử dụng đó. Thì hôm nay Nam nói là bỏ qua cái phần gọi là những cái tiêu cực nha, chỉ như là những bạn mà đi cái cặp phục là 3-40 triệu đó, thì nhiều khi các bạn có xem cái clip này á, thì nghĩ là hàng kho ke, hàng một hộp gì đó, thì có lẽ nó cũng vậy cũng được, tại vì nó không phải là hàng chính hãng của châu Âu ha, nhưng mà nó là hàng chính hãng của hàng Đông Nam Á. Nó sẽ, Nam nhấn mạnh lại là nó sẽ phù hợp với những anh em gọi là muốn ngon bổ rẻ, nhưng mà với cái khả năng của mình thôi ha. Rồi, thì đối với cái cặp phuộc này á, thì Nam thấy á, là Nam bán cũng rất là nhiều rồi, nhưng mà nó được cái gọi là nó đáp ứng được tất cả những cái yêu cầu hồi nãy Nam đã nói với anh em. Thì nó đẹp. Đây, thì cái sản phẩm trên tay á, một cái hộp anh em mua về đúng không, mua mở ra thì nó sẽ có một hộp phuộc như vậy, có lớp mút đó, rất là ok, chống sốc. Và đây là Nam đang cầm trên tay là một cái phuộc nè, đó rất đẹp ha, quay cận cảnh vô nè. Nói chung cái cây này á, thì nó rất là sắc nét luôn, và cái chiều cao của nó là sẽ phù hợp cho những anh em mà đi SH từ 125 tới 150 và 160 ha, thì gắn hoàn đàn như zin đó, rất là đẹp luôn. Cái màu nó rất là tươi, thứ nhất là tươi, nó sắc sảo lắm. Nói chung là cái chất lượng của nó thì nó sẽ có những cái hiệu năng giống như là tăng chỉnh bình dầu nè, tăng chỉnh ở chân phuộc nè, rồi giảm nén lò xo nè, nó hiệu năng y chang như zin luôn, chứ không phải là giống như là những cái phuộc mà hàng, nó có một cái loại phuộc mà lại rẻ tiền nữa, thì nó nhất là nó sẽ không có đẹp bằng như cái này. Cái thứ hai nữa là cái bình dầu của nó là chỉ để tượng trưng, hoặc là nó không có dầu bên trong, và nó không có những cái hiệu năng đầy đủ giống như là bình dầu hay chân phuộc này nọ các thứ. Cái thứ ba nữa là bảo hành nó không có ha, hoặc là bảo hành nó chỉ là tầm khoảng chừng là 1-2 tháng, giống như là để gọi là đối phó thôi. Còn nếu mà cây phuộc muốn dùng lâu dài thì anh em phải gọi là từ bảo hành từ 1 năm, chỉ như cây này là bảo hành 1 năm, thì trong cái thời gian đó anh em xài mà có bị xì dầu anh em sẽ được đổi mới ha, và Nam sẽ là cái người bán cho anh em và sẽ là người để đổi cái em cặp phuộc mới luôn. Rồi, thì cái này á là tổng thể của nó là một cây phuộc, nhưng mà hôm nay á giá cho nó cặp phuộc này không á là 4 triệu mấy á nha anh em đó. Và hôm nay á là Nam không phải là chỉ nhận ráp cho bạn này là một cặp phuộc không. Cái hàng này là Nam ship đi lòng về Long An nha. Tại vì bạn này là đặt hàng đi và đã cọc rồi. Đó, thì đây là cái cặp cây phuộc không nè. Nhưng mà hôm nay á, là Nam có thêm một cái gọi là cái sự gọi là nâng cấp thêm theo như yêu cầu của anh khách, là lên thêm một cái HBA. Thì cái HBA này á, đây bên đây nó phuộc nguyên bản nè, không có HBA đúng không? Còn bên đây nó có HBA, thì anh em nhìn theo góc nhìn này nè. Đó, quay gần vô nha, quay thấy cái phuộc thôi đó. Thì anh em thấy là cái phần này nó sẽ hầm hố hơn đó, em quay trọn vẹn cái phuộc thôi nha đó, nhìn cái phuộc có thể hầm hố hơn và nhìn nó sẽ đẹp hơn. Thì cái chức năng của nó để Nam nói nha,
Ví dụ cơ bản cái bình dầu này á, là nó chúng ta sẽ chỉnh về cái độ gọi là tải nặng nhẹ của cái phuộc nè khi nhúng. Còn dưới chân phuộc này á, là sẽ chỉnh về cái rebound là cái độ gọi là hồi ti phuộc nhanh và chậm. Đây là nhanh chậm, còn này là tải nặng nhẹ. Và khi mà chúng ta dùng cái này á, thì chúng ta sẽ chỉnh được cái này thêm cái phần giảm nén lò xo nè, nhưng mà nó giảm nén bằng gọi là cái núm vặn rất là tiện lợi luôn. Thứ nhất là ưu điểm của cái này là vặn bằng tay được nè, dễ dàng. Cái thứ hai nữa là nó trang trí nó sẽ nhìn rất là đẹp hơn đó. Thì cái ni trong này á gắn vô là nó đi kèm với lại những cái phuộc này ha. Đây là cái hộp mà ni trong nè, thì cái này là cũng của là ni trong Đông Nam Á luôn, và nó làm riêng cho những cái dòng phuộc này ha. Cho nên á là nếu anh em để ý á, là cái hộp phuộc thuộc ni trong nè, thì cái màu này đây quay sát vô thì hai cái màu của nó sẽ nhìn nó sẽ tương thích với nhau, nó chung một hệ, cho nên là nhìn nó sẽ rất là liền lạc và đẹp luôn em đó. Cái phần này nó là màu xám và phần này nó màu vàng, cho nên là nhìn nó rất là đẹp luôn, và nhìn nó như là tổng thể là một cái cụm liền khói. Nhưng mà nếu mà anh em muốn gắn cái này thêm á thì anh em phải mua thêm nha, một cặp của nó là 2 triệu mấy á đó, còn cặp phuộc này 4 triệu mấy. Rồi thì đây, khi mà gắn xong hoàn thiện nó sẽ như thế này, thì bên Nam sẽ gắn cho anh em hoặc là rất là dễ luôn. Bây giờ em gắn cái này đi, thì sẵn clip này năm hướng dẫn em cách gắn luôn, để trong đây đè xuống đựng để chạy, và gắn rất là dễ ha. Rồi về cái chức năng của cái này á là Nam sẽ chỉ cho. Thì ở đây á, anh em sẽ thấy là cái phần này á, là nó sẽ đang giảm xuống cái cỡ này đúng không đó. Còn khi mà chúng ta muốn chỉnh giảm nén xuống không, thì ở đây nó có chữ S nè, là tiếng Anh là loud, viết tắt của loud, và chữ H là high, là high là cao á, là giảm nén nhiều á, thì Nam dặn qua bên chữ H nha. Thì anh em cứ nhìn cái chỗ này nó sẽ bị nén xuống nè đó, càng dặn thì nó càng nén xuống nha anh em đó, thấy nó xuống không đó. Thì anh em cứ dặn thì nó sẽ xuống, cứ dặn là nó xuống, cho nên á là nó rất là hiệu quả luôn. Anh em có thể chỉnh tay nhanh gọn lẹ, cái này rất ok ha. Còn như anh em không muốn thì anh em cứ xả ra thì nó sẽ trả về đó. Hai chức năng chính là đẹp và nó chỉnh được lẹ hơn ha đó, nguyên một cụm nhìn nó rất là đẹp luôn. Thì cái này Nam có của các dòng đầy đủ nha, như là của Vision, AB, SH rồi nè, rất là nhiều luôn ha đó. Còn bây giờ Nam sẽ bắt đầu gắn vô cho cái xe này. Thì nói chung thì cái này nó cũng dễ anh em, cho nên nó cũng nhẹ, cho nên là Nam có thể dùng bằng tay mà lắp tại nhà vẫn được nha đó. Thì với việc gọi là chúng ta đè này xuống, xô nó qua rồi. Đó, chỉ cần như vậy thôi là anh em đã gắn xong rồi ha. Đó, và như vậy là chúng ta đã có được gọi là hai cái cây phuộc. Đây. Thì cái cây này là nó nằm bên đây. Đó, hai bên. Đó. Đây là tổng thể của một cái cặp phuộc mà ni trong Đông Nam Á tích hợp luôn là cái HBA ha. Đó, quay tổng thể gần vô nè. Rất là đẹp luôn và rất là ngầu luôn ha. Rồi như vậy là chúng ta đã có được một phần là phuộc full HBA. Còn bên đây á, thì sẵn đây thì Nam quay cho các anh em luôn là một cái tay thắng carbon. Carbon của hãng CF nha. Thì cái này nó 1,3 triệu một cặp. Đó, nhìn rất là đẹp. Thì ở ngoài thị trường nó sẽ có một cái loại carbon nữa là nó tầm khoảng chừng có mấy trăm ngàn thôi. Nhưng mà cái chất lượng với lại cái độ rơ và những cái này nè, những cái đồng thao nè, rồi những cái phần cố định và những cái bản lề của nó sẽ không chắc chắn và đẹp bằng như cái này. Đó, nó không có những cái tiểu tiết, nhìn nó ok. Đây quay gần vô cho anh em xem nha. Đây là cái cặp tay nha mọi người. Đó, vuốt từ bên cha bên kia qua. Đó. Đó. Rồi, quay cận cảnh vô cái phần carbon nè, cái phần carbon nè. Đó. Rất là đẹp luôn, và có những cái phần này nè thì nó sẽ được cố định bằng cái đồng thau, cho nên là cái độ rơ của nó sẽ dùng được lâu dài nha anh em, nó không bị mòn. Và ở đây nó sẽ có cái núm để tăng chỉnh nè. Đó, nhìn rất là đẹp ha. Và nó là tất cả bằng ốc inox. Phần đây. Đó, bản lề của nó nè. Những cái đường nét ở đây nè. Thì cái này anh em sẽ
chỉ việc gọi là tháo ra và gắn hoàn toàn như zin. Nó rất là ok và những phù hợp cho những anh em nào muốn gắn đơn giản, không khoét, không chế. Tại vì những cái tay thắng mà giống như là những anh em mà đi heo như heo Rambo hay là những con heo 4 bít đồ đó thì anh em bắt buộc phải lên bít tông lớn. Còn đối với những anh em chỉ đơn giản gọi là chúng ta muốn đi kiện sơ và khi mới mua xe về chúng ta muốn trang trí một cái gì đó nhìn cho nó ok chất lượng, nhưng mà cái lựa chọn nó phải là dùng tốt và ổn định lâu dài, thì anh em có thể dùng những cái bản lề như thế này, chúng ta có thể cầm nắm rất là thoải mái. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là nó đẹp, rất là sang. Cái thứ ba nữa là cái màu này á, carbon này là lên bất cứ xe nào thì nó cũng hợp và nó có tăng chỉnh dùng rất là ok ha. Đó, rất là dày và chắc luôn đó. Đây là cái mặt sau của cái nó nè mọi người đó. Nói chung là nhìn tổng thể của nó, nếu mà có hàng ok là nó sẽ đẹp từ trong ra ngoài, từ trước ra sau luôn đó. Đây là phần sau nè đó. Đó, và như vậy á thì tầm giá của full bộ phụt này là tầm giá hơn 7 triệu một xíu hơn của cái full này nè đó. Nguyên cái cặp phụt và HPA này nè, thì nếu mà anh em muốn gắn phụt không cũng được, và anh em muốn có khả năng anh em chơi luôn cái HPA này cũng được ha, thì đó là tùy anh em thôi. Nếu mà phụt luôn HPA thì tầm chừng hơn 7 triệu một xíu, còn cái cặp này là 1,3 triệu. Thì chỉ đơn giản vậy thôi. Phía trước mặt tiền chúng ta có cặp tay thắng, còn phía sau nhìn tới ngó lên á thì chúng ta có được cặp phụt nhúng sẽ êm và đẹp ha. Đó, đó là tổng thể của cái sản phẩm ngày hôm nay mà Nam sẽ gửi cho anh bạn khách ở đến từ Long An đó. Và cái này là Nam sẽ bảo hành cho bạn là 1 năm đó, cho bạn dùng. Thì anh em nào có nhu cầu có thể là ghé bên cửa hàng của mình để mà xem trực tiếp sản phẩm trên tay ha. Anh em thấy ok thì anh em gắn cũng được, qua xem trực tiếp luôn. Còn như anh em nào ở xa thì có thể nhìn trực tiếp qua cái clip này để mà tham khảo ha. Đây Nam sẽ quay từ mặt trước nè đó. Còn cái này là mặt sau nè đó. Và cái hàng Đông Nam Á là anh em lưu ý là nó sẽ có cái tem trên phuộc, thì nó sẽ có cái tem Đông Nam Á nè, 7 màu nè, em lấy nét nha đó. Và nếu mà của cái HPA thì nó cũng sẽ có luôn cái tem của Đông Nam Á nè đó. Cho nên là anh em bảo hành rất là ok, hàng rất là đẹp nha đó. Rồi thì anh em nào muốn cần á, hay là muốn mua sản phẩm á, thì cứ liên hệ với Nam qua số điện thoại là 0902348441 ở góc trái màn hình, hoặc là anh em có thể tới shop là ở 50-1D Lê Thị Hà, Tân Sơn, huyện Hóc Môn nha. Thì địa chỉ Nam để ở phần bên dưới cái phần mô tả của video này. Và như những anh em nào muốn xem về những cái mẫu phuộc mà dành cho những xe nào á, thì anh em có thể tham khảo và bình luận ở bên dưới cái video này cho Nam có thể làm clip nha. Thì Nam sẽ cố gắng mà làm clip để mà cho các anh em có, nhất là có được một cái chủ đề để làm clip, cái thứ hai nữa là đúng theo cái anh em mong đợi ha. Rồi cảm ơn em rất là nhiều và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.